Đây là một mẫu máy mài góc dùng pin của một thương hiệu rất là mới, Fun Pro, có mã L100GA. Anh em hãy theo dõi hết video để xem liệu cái máy mài góc này có phù hợp với công việc của anh em hay không nhá. Nhìn về thiết kế vỏ thì anh em sẽ thấy là cái thiết kế này khá là bắt mắt, đẹp, màu đỏ và đen là màu chủ đạo. Nhìn qua cái vỏ hộp thì anh em có thể thấy được rất là rõ là cái chức năng của máy này nó như thế nào. Đầu tiên là laser graving, nó tạo cái bề mặt nhám bằng laser. Nhám là cái bề mặt nhám cầm tay ở trên cái thân máy như thế này, ở cái phần này. Đây là theo những kiến thức của tôi dịch ra anh em nhé, còn thực tế thì tôi cũng chưa rõ được. Động cơ máy là động cơ không thổi than, có thể cắt sâu tối đa là 25mm, và cái thời lượng pin tăng lên được 50%. Cái này tôi cũng chưa rõ thực tế nó là như thế nào. Và quan trọng nhất ở đây đó chính là cái dòng của cái máy này có thể lên đạt tới tối đa 60A, tốc độ vòng quay của máy là đạt 8.500 vòng trên phút. Nhưng trên thực tế nó như thế nào thì có lẽ là anh em phải trải nghiệm nhiều nhiều để anh em mới biết được. Chứ bản thân cửa hàng chúng tôi khi mà bỏ máy ra review thì chúng tôi chỉ biết đánh giá sơ qua về những cái kết cấu bên ngoài và cái sự hiệu quả của nó, về độ hiệu quả dùng pin của nó, thế thôi. Còn cái việc trải nghiệm, việc đánh giá cuối cùng mới là quan trọng nhất, đó chính là cái việc của anh em thợ. Và chúng tôi sau này khi mà bán cái máy này ra một thời gian thì chắc chắn là chúng tôi sẽ phải tham khảo ý kiến của anh em thợ để xem là cái dòng này nó sử dụng được hay không, nó như thế nào. Bởi vì đây là một dòng khá là mới bên cửa hàng chúng tôi. Bên trong hộp sẽ có một cái thân máy, hai cục pin 20V mắc 4.0Ah, một cục sạc, tay cầm phụ và cái nắp bảo vệ, một cái tay mở, sách hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành. Trước tiên thì tôi sẽ đánh giá cho anh em pin và sạc của máy này nhá. Cái sạc này thì nó cũng sẽ giống như bất kể cái sạc nào của hãng Fun Pro. Cho các cái dòng máy 20V mắc của họ là nó là sạc 20V 2.0A, tức là cái sạc này nó tương đương khoảng 40W. Và pin này 20V mắc dung lượng 4.0Ah thì nó sẽ tương đương khoảng 80W giờ. Và câu hỏi phổ biến của rất nhiều anh em đó chính là một cái máy mài dùng pin hoặc là bất kể một cái máy dùng pin nào đấy, khi mà sử dụng cục pin này nó sẽ chạy được bao lâu? Thì câu hỏi đó thực sự rất là khó. Khi mà chúng tôi kiểm tra không tải nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Đó chính là sạc cho cái cục pin đầy, sau đó là lắp cục pin vào máy và cho nó chạy không tải, không sử dụng bất kể cái nguồn lực nào tác động với nó, thì chúng tôi sẽ tính được giờ rất là dễ dàng. Tuy nhiên nếu như trong cái công việc mà anh em sử dụng cái máy này, cái máy này công suất của nó sẽ thay đổi liên tục. Nếu như anh em ghi mạnh thì nó sẽ tiêu thụ nhiều điện, và anh em ghi yếu thì nó sẽ tiêu thụ ít điện. Và với một cục pin có công suất chỉ là 80W thôi, 80W trên 1 giờ thôi, thì anh em có thể tưởng tượng là các cái máy mài pin của anh em, các cái máy mài điện của anh em nó công suất lên tới 860W, tức là 1 giờ nó sẽ tiêu thụ khoảng 860W điện, hoặc có những cái máy công suất thấp hơn là 720W, thì nó gấp rất là nhiều lần của một cái cục pin này. Như vậy thì với một cục pin 80W giờ này mà anh em sử dụng cho một cái máy mài góc có công suất lên tới 860W thì tính đâu đó nó sẽ chạy được liên tục trong vòng khoảng là 6 phút anh em nhá. Nhưng đấy chỉ là trên lý thuyết. Còn cái việc anh em sử dụng cái máy này nó còn phụ thuộc vào cái hiệu suất dùng pin của máy. Nó không giống máy mài góc sử dụng điện. Máy mài góc sử dụng điện là thường nó sẽ là cái động cơ có chổi than và nó tiêu hao điện năng nhiều hơn. Nhưng đối với những cái máy này thì nó sử dụng động cơ không chổi than, cho nên là nếu như tính toán cho cái máy đấy chạy khoảng tầm được 5 đến 6 phút thì với cái động cơ không than này nó sẽ chạy được tầm khoảng trên 10 phút anh em nhé. Đó chính là cái tính toán cơ bản để cho anh em hiểu được là một cái cục pin anh em có thể chạy được bao lâu, và anh em có thể hiểu được vấn đề là không thể nào tính rõ ràng được là một cục pin chạy liên tục trong vòng bao lâu đâu, mà anh em có thể tưởng tượng ra với cái tác vụ của anh em thôi. Vì là anh em có thể ấn mạnh, anh em có thể ấn yếu thì nó sử dụng pin khác nhau. Có những lúc pin nó lên khoảng đâu đó sử dụng được khoảng 10A, 20A, nhưng mà đây cái máy này nó có thể lên được dòng tối đa là 60A cơ. Nếu như anh em ghi quá mạnh lên 60A thì nó thực sự rất là dễ hao pin. 60A nhân với 20V thì nó lên cái công suất là 1200W, cho nên là nó tiêu thụ điện cực kỳ cao, nó còn cao hơn so với máy mài dùng điện cơ. Sẽ có rất nhiều anh em nghe cái câu này khó tin được là tại sao một cái máy mài góc dùng pin mà nó có thể khỏe hơn một cái máy mài góc dùng điện. Thì chúng tôi cũng đã có làm một cái video test một cái máy mài của Makita 9553NB7 công suất 720W, và cái máy mài góc của Dayton có mã AG100 Pro Max gì đó, tôi nhớ không chính xác, nhưng mà cái máy mài góc dùng pin của Dayton đó nó cắt khỏe hơn và cắt nhanh hơn so với máy mài góc dùng điện của Makita anh em nhé. Đây là một chuyện rất là bình thường đối với những anh em ít dùng pin, hoặc anh em dùng những cái dòng máy pin mà nó ở tầm rẻ thì anh em sẽ không hiểu được vấn đề này. Còn đối với những cái máy tầm đắt thì nó rất là khỏe. Bây giờ quay trở lại câu chuyện cục pin và cục sạc. Thì một cục sạc 40W và cục pin nó là 80W giờ. Thì theo như tôi đánh giá trên lý thuyết thôi nhá, anh em sạc cục pin này
với cái sạc này thì nó sẽ mất 2 tiếng sẽ đầy. Cái tốc độ sạc này sẽ là hơi lâu. Đối với những cái dòng máy tầm trung này thì đa phần nó sẽ là những cái cục sạc chậm. Nhưng hiện tại thì có duy nhất cái hãng Dexton có một cái cục sạc nhanh lên tới công suất là 80W cơ. Thì có thể anh em sẽ sạc nó nhanh hơn. Khi mà mở máy ra, cái cảm nhận của tôi đó chính là nó có kích thước rất là bé luôn, bé tí luôn. Anh em cảm giác khi mà cầm vào cái thân máy chính, cái phần ở phần động cơ này, nó giống như kiểu cầm phần đuôi của cái máy khác thôi, rất là nhỏ gọn. Và cầm cái phần tay cầm này nữa thì nó sẽ phù hợp cho những anh em nào tay nhỏ, không biết tay to thì anh em có thích không, nhưng mà tay nhỏ như tôi cầm sẽ cảm giác rất là thích. Và như tôi nói, ở phần vỏ máy thì cái phần tay cầm này được tạo vết sần bằng laser, đây là theo như dự đoán của tôi nhá, còn cái chính xác hay không thì tôi cũng không rõ. Cái việc cầm vào cái tay cầm này nó rất là sướng luôn, nó cảm giác ma sát rất là nhiều, nó không bị trơn tay, cầm chắc chắn và cái trải nghiệm cầm rất là sướng. Đương nhiên thì ở cái thời điểm này, các cái dòng máy này động cơ của nó sẽ là động cơ không chổi than, và theo như nhà sản xuất thì cái máy này nó cũng có cái chế độ chống vấp đá nhá, có nghĩa là khi mà anh em cắt cái máy này và nó bị vấp đá thì cái máy này nó sẽ dừng lại để đảm bảo cho an toàn của anh em. Với cái máy này thì nó sẽ có hai cái tốc độ đầu tiên là 8.500 vòng trên phút thì nó là tốc độ nhanh tối đa của máy, tốc độ thứ hai là tốc độ 2.600 vòng trên phút. Công tắc của máy thì là dạng công tắc đầu như này. Có thể có những anh em thích cái dạng công tắc đầu, có thể anh em thích dạng công tắc ngang sườn như ở phía bên này, hoặc là anh em thích công tắc dạng bóp như này. Đấy là tùy vào cái sở thích và cái tác vụ công việc của anh em. Bóp này nó sẽ phù hợp với việc mài hơn, hoặc là anh em cắt thì nó cũng sẽ an toàn hơn, nhả tay ra phát là máy đã dừng rồi. Nhưng mà đối với các dòng máy pin này thì thường bây giờ nó khá là an toàn và tốc độ của máy nó cũng chậm, cho nên anh em sử dụng nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Còn đối với công tắc đuôi thì máy mài này cũng sẽ không có công tắc đuôi đâu anh em nhé. Với cái thiết kế này thì sẽ có rất nhiều anh em nghĩ là cái máy này yếu, và bản thân tôi khi mà tôi cầm trên tay và tôi cho nó chạy thử thì tôi cũng cảm nhận được là máy khá là yếu. Tôi đã tiếp xúc với cái dòng máy này khoảng 2 đến 3 tháng trước, trong cái thời gian mà tôi đã làm video test 4 dòng máy Dongcheng, Dexton, Amaktun và King Blue thì tôi cũng đã biết đến cái dòng máy này, nhưng mà tôi không cho dòng máy này vào test bởi vì nhà cung cấp đã gửi cái máy này cho tôi hơi muộn một chút, và tôi cũng nghĩ là cái máy này nó rất là yếu cho nên là tôi cũng chưa bỏ ra để quay video. Nhưng hôm nay tôi đã bỏ cái máy này ra để trải nghiệm thử và cũng đã cho thợ test được máy này trong việc cắt sắt và trong việc cắt vào đá. Đối với cắt sắt thì chúng tôi cũng đã cố gắng để mà cho cái máy này nó bị vấp đá, nhưng mà khi mà để chéo lưỡi và bẻ lưỡi thì gần như cái máy này nó không bị dừng lại, cái việc cắt sắt nó cũng vẫn rất là ngọt. Và chúng tôi cũng dùng cái máy này để cắt thử vào cái viên sỏi rất là cứng này để xem là nó cắt với một cục pin sạc đầy nó sẽ cắt được bao nhiêu mạch. Cảm nhận của chúng tôi thì cái máy này cắt đá cũng vẫn rất khỏe, và tính theo các mạch cắt ở trên viên đá này và đo chiều dài của nó thì chúng tôi ước lượng được một cục pin này thì cắt khoảng 2.8 mét đá thì nó hết pin. Có thể có rất nhiều anh em nói là cái việc cắt này như thế thì nó không hợp lý, nhưng mà bản thân chúng tôi thấy thì đối với cái máy này, cái hiệu quả dùng pin của nó cũng không phải là quá kém, nó cũng ngang tầm so với các máy khác. Vì là cắt một viên đá như thế này nó rất là cứng và nó mất rất là nhiều lực, như vậy thì trong khi cắt thì cái dòng của nó lên rất là cao và nó tiêu hao pin rất lớn. Nếu như anh em dùng pin thì anh em có thể biết được là các cái dòng máy này khác dùng pin là một dòng máy dùng pin tiêu hao điện lớn nhất, thế nên là nó cực kỳ nhanh hết pin. Nhưng mà nó cắt được 2.8 mét cắt vào sỏi này thì như vậy hiệu quả dùng pin của nó khá là ok. Đây là đánh giá cơ bản của tôi về kết cấu của máy và hiệu quả sử dụng của máy. Còn về cái độ bền của máy thì hiện tại tôi chưa thể đánh giá được. Cái máy này nó vẫn là máy khá là mới đối với bên tôi, và có lẽ tầm khoảng 6 tháng đến 1 năm nữa chúng tôi sẽ có thể đánh giá được cho anh em là cái máy này có độ bền tốt hay không và có đáng sử dụng hay không. Còn hiện tại nếu như anh em muốn trải nghiệm với cái máy này thì anh em có thể kiểm tra giá của sản phẩm này trên trang web danga.com hoặc click vào đường link ở phần mô tả của video này nhé. Video của chúng tôi đã kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.